Hà Quỳnh Như, Minh Chiến, ai xứng đáng trở thành quán quân The Voice Kids 2018? Chương trình The Voice Kids 2018 đã đi được hơn một nửa chặng đường. Những ngôi sao nhí tài năng thực sự đã lộ diện. Không chỉ là các em nhỏ mà các bậc phụ huynh cũng rất ngóng trông chặng đường tiếp theo của các bé trong chương trình. Thực sự thì ai sẽ trở thành quán quân? Ở bản tin hôm nay, chúng tôi đã làm một bài phân tích hai gương mặt đình đám nhất nhì của cuộc thi, đó chính là Minh Chiến và Hà Quỳnh Như. Rốt cuộc thì ai sẽ xứng đáng làm quán quân của chương trình The Voice Kids 2018? Hà Quỳnh Như. Ngay ở trong tập 1 của vòng Giấu Mặt phát sóng tối ngày 8 tháng 9 năm 2018, khán giả đã có dịp bùng nổ với các màn trình diễn ấn tượng. Trong đó thì nhân vật chiếm spoiling chính là Hà Quỳnh Như. Xuất hiện trên sân khấu, cô bé gốc Nghệ lựa chọn thể hiện hit của nữ ca sĩ Kelly Clarkson, A Moment Like It. Với ngoại hình sáng sân khấu cộng với giọng hát ngọt ngào, nội lực, Quỳnh Như ngay lập tức khiến dàn huấn luyện viên và tất cả các giám khảo có mặt tại trường quay vỡ òa cảm xúc. Robin Hoàng Sơn cũng không tiếc lời gọi Quỳnh Như là viên ngọc quý. Còn huấn luyện viên Bảo Anh thì tán dương. Con ơi, con hát thế này thì cô tin một ngày nào đó con sẽ ngồi trên chiếc ghế này. Và không ngần ngại dắt tay cô bé lên ngồi ghế nóng trong sự phấn khích của khán giả. Không chỉ thế, clip ghi lại phần trình diễn của Hà Quỳnh Như sau khi được đăng tải trên kênh YouTube chính thức của game show Giọng Hát Việt Nhí đã đạt sở hữu thành tích mà nhiều ca sĩ chuyên nghiệp phải ao ước, lọt top trending YouTube khu vực Việt Nam ở vị trí thứ 11. Mặc dù vì một số trục trặc, clip ban đầu đã bị xóa bỏ để up lại, nhưng đến hiện tại, clip vẫn cán mốc hơn 700.000 lượt xem, trong đó có tới 5.700 lượt yêu thích. Hiện tại thì lượt xem vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại với tốc độ hiện tại. Có lẽ màn biểu diễn này sẽ giống như màn trình diễn của thí sinh Ngọc Ánh tại vòng Giấu Mặt The Voice 2018. Điều đáng nói là sở trường của Hà Quỳnh Như lại là dân ca. Lần này cô bé chọn hát tiếng Anh là muốn thử thách khả năng của bản thân mình. Năm ngoái Quỳnh Như cũng từng tham gia cuộc thi ca hát Thần Tượng Tương Lai. Trong đó các clip ghi lại phần trình diễn của cô bé đều đạt thành tích triệu view. Hy vọng với những gì tích lũy được và trải qua trong quá trình học hỏi ở đội Hồ Hoài Anh Lưu Hương Giang, Hà Quỳnh Như sẽ có cơ hội bước sâu hơn vào chặng đường cuối cùng của cuộc thi The Voice Kids 2018. Hà Quỳnh Như cũng xuất hiện xuất sắc trong vòng đối đầu diễn ra vào ngày 10 tháng 11 vừa qua khi trình diễn ca khúc Anh Là Ơi, xuất sắc vượt qua hai đối thủ Thanh Hằng và Viết Học được huấn luyện viên Giang Hồ lựa chọn. Hiện tại thì tiết mục Anh Là Ơi của Quỳnh Như đã đạt mốc 2 triệu lượt xem trên YouTube, chứng tỏ sức nóng của cô bé này. Mới đây thì Hà Quỳnh Như đã gây dấu ấn mạnh mẽ trong tác phẩm Cha và Con Gái ở vòng live show 3. Sự truyền thuyết Sơn Tinh Thủy Tinh thành nhạc kịch để các học trò tung hoành thể hiện tài năng ca hát và diễn xuất tại sân khấu The Voice Kids Giọng Hát Việt Nhí 2018. Có ai ngờ, hai huấn luyện viên Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang lại phân cho Hà Quỳnh Như vào vai cô bé voi, con gái rượu của chú voi chín ngà thần thánh. Thế nhưng, đây lại là chiến thuật khéo léo của cặp đôi Giang Hồ để cô bé triệu view thử sức mình với nhạc pop, thể hiện khả năng diễn xuất, bản lĩnh sân khấu đáng nể. Một lần nữa, Hà Quỳnh Như có được màn trình diễn thành công và quan trọng nhất là thật sự chạm đến cảm xúc của khán giả. Team Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang khiến cho các huấn luyện viên còn lại lẫn khán giả vô cùng bất ngờ khi kể một câu chuyện về truyền thuyết Sơn Tinh Thủy Tinh. Chú voi chín ngà được săn lùng làm sính lễ cưới mị nương, khiến cho con gái voi mất đi một người cha cùng với những tháng ngày yên bình nhất trên đời. Hà Quỳnh Như thể hiện ca khúc Cha và Con Gái khi vào vai cô bé voi nhỏ nhắn, bàng hoàng nhận ra mình sẽ không bao giờ có được sự che chở và tình yêu thương vô điều kiện từ cha. Từ câu thoại đầu tiên cùng với tiếng gọi Cha ơi nức nở, Hà Quỳnh Như đã khiến cho huấn luyện viên Bảo Anh sờn da gà, nhẹ nhàng cứa tim người nghe bằng giọng hát ngọt ngào, u buồn đầy tình cảm. Ca khúc từng được giọng hát thiên thần Tùy Chi thể hiện chẳng thể làm khó được cô bé triệu view tim Giang Hồ. Điểm cộng lớn nhất trong phần dự thi của Hà Quỳnh Như ở mini show lần này chính là cảm xúc đong đầy từ giọng hát thánh thót, da diết, cách nhân dung tinh tế như nức nở, nghẹn ngào và những câu phiêu cao đầy nội lực. Phải thể hiện vũ đạo khi cô bé voi khao khát được ôm lấy cha mình, Hà Quỳnh Như vẫn không làm xước giọng hát và cảm xúc đặt vào bài hát về tình phụ tử thiêng liêng. Giữa vở nhạc kịch rộn ràng đầy màu sắc của team Giang Hồ, cha và con gái nổi bật và đáng để khán giả dừng lại vì cả giọng hát lẫn cảm xúc mãnh liệt của cô bé Hà Quỳnh Như. Tiết mục của Hà Quỳnh Như gây ấn tượng mạnh mẽ với huấn luyện viên Khắc Hưng cũng như là khán giả trân trọng tình cảm giá trị gia đình. Rất xúc động, những giọt nước mắt của con rơi xuống thuyết phục chú. Con thật sự hóa thân vào nhân vật, tỏa sáng và đắm chìm trong vai diễn của con. Rất xuất sắc,
huấn luyện viên Cát Hưng khen ngợi Hà Quỳnh Như. Huấn luyện viên Vũ Cát Tường Sobin Hoàng Sơn cũng không giấu được ấn tượng đối với cảm xúc mà cô bé voi Hà Quỳnh Như mang đến. Hà Quỳnh Như đã tạo được dấu ấn về cảm xúc trong lần đầu con hát nhạc trẻ. Thử thách của con rất khó khi mà con nhập tâm hát mà còn phải diễn, rất dễ bị chi phối bởi cảm xúc thật. Chú rất hiểu con đã cố gắng thế nào và khán giả chắc chắn sẽ đồng cảm với con. Trở lại với đối thủ nặng ký thứ hai, đó chính là Minh Chiến. Trải qua vòng giấu mặt, lần đầu tiên giọng hát Việt nhí 2018 có tiết mục đạt lượt xem hơn 423.000 chỉ sau 14 giờ đồng hồ đăng tải, một thành tích nổi bật trong bối cảnh ảm đạm của mùa thi thứ 6. Một cậu bé 11 tuổi ngồi ở hàng ghế khán giả bất ngờ được chọn vào vòng tiếp theo, tình huống chưa từng xảy ra trong tiền lệ của chương trình nhưng lại giúp cho giọng hát Việt nhí nhận được sự chú ý. Không ai khác, đó chính là bé Minh Chiến. Tối ngày 20 tháng 10 năm 2018, tập cuối cùng của vòng giấu mặt kết thúc nhưng đội huấn luyện viên Bảo Anh và Các Hưng vẫn chưa tìm đủ 15 thành viên. Để tìm kiếm mảnh ghép cuối cùng cho đội Anh Hưng, giám đốc âm nhạc Lưu Thiên Hương quyết định kêu gọi các khán giả nhí có đam mê âm nhạc lên sân khấu thử sức. Cuối cùng, cậu bé Minh Chiến thể hiện ca khúc Nơi Ấy Con Tìm Về đã trở thành thí sinh chương trình theo cách đầy bất ngờ. Ở đôi chỗ, sự non nớt về tuổi đời, kỹ thuật hay là kinh nghiệm của cậu chưa đủ sức hoàn thành tốt, bị hụt hơi. Thế nhưng Minh Chiến là một nhân tố tiềm năng, có chất giọng đặc biệt và khả năng lên nốt cao tròn trịa. May mắn không chỉ của Minh Chiến mà cả đội Bảo Anh cũng thở phào vì giải quyết được bài toán thiếu hụt đội hình, thậm chí là có thêm thí sinh nặng ký. Thực tế thì trước giọng hát Việt nhí, Minh Chiến là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình. Cậu từng tham gia Thách Thức Danh Hài, Thần Tượng Tương Lai, gương mặt thân quen nhí và có lượng fan đông đảo. Nguyễn Minh Chiến đã đi hát từ năm 4 tuổi để mưu sinh. Năm 2016, cậu tham gia vào gương mặt thân quen nhí cùng với đội của nữ ca sĩ Hà Thúy Anh. Cậu từng giành chiến thắng trong đêm thi thứ tư nhờ vào phong thái tự tin, làm chủ sân khấu, khả năng lên quãng 8 không bị phô. Sau một năm thì Minh Chiến tiếp tục xuất hiện trong chương trình Thần Tượng Tương Lai. Cậu bé khi đó 10 tuổi, nhiều lần được giám khảo và khán giả khen ngợi. Điểm mạnh của cậu ngoài sự tự tin là giọng hát thể hiện được nhiều dòng nhạc khác nhau như là rock, dân ca hay là nhạc trẻ. Với tư cách là giám khảo trong chương trình, Cẩm Ly đánh giá cao khả năng hát cao độ và diễn xuất nội tâm của Minh Chiến. Ở cuộc thi này, cậu lọt vào vòng bán kết. Mới đây thì Minh Chiến ghi danh vào Thách Thức Danh Hài mùa 4, xuất hiện ở tập 12. Cậu vào vai ông nội của Trường Giang, Trấn Thành và Tiến Luật. Diễn xuất tự nhiên, xử lý tình huống nhanh nhạy, tạo được sự ngạc nhiên cho khán giả và khiến cho hai giám khảo bật cười thích thú. Minh Chiến dừng lại ở vòng 2 và nhận 10 triệu đồng. Có thể nói, Minh Chiến chính là tài năng nhí mà bấy lâu nay làng giải trí Việt đang tìm kiếm. Em tiếp tục thành công trong vòng thi đối đầu tiếp theo, vượt mặt hai đối thủ nặng ký khác là Thanh Vân và Anh Khôi với ca khúc Đứa bé trong chương trình Survivor Kids 2018. Biểu cảm nhập tâm giống ông cụ non cùng với cách bè phối chuyên nghiệp đã chinh phục các vị huấn luyện viên giúp em có tấm vé vào vòng trong. Hiện tại thì Minh Chiến đang có lượt bình chọn cao thứ hai trong bảng xếp hạng với 58.936 lượt bình chọn cho đến thời điểm hiện tại. Em cũng đã thể hiện vô cùng xuất sắc trong đêm live show 1, khiến cho các đối thủ phải dè chừng. Trong mạch nguồn của vòng thi trình diễn Sắc Màu Cuộc Sống đêm live show 1, Minh Chiến là hiện thân của sắc màu, những đứa trẻ ham mê khám phá, thích tìm hiểu về thế giới xung quanh. Cặp đôi huấn luyện viên Bảo Anh Các Hưng đã tinh vi khi mượn hình tượng ngôi sao để nói về Minh Chiến. Một ngôi sao lấp lánh, tỏa sáng theo phong cách của chính mình, nhưng không ngừng học hỏi để kết nối với vũ trụ và thế giới rộng lớn xung quanh. Với lối diễn tự nhiên và biểu đạt cảm xúc tốt, Minh Chiến đã miêu tả một cách đầy tinh nghịch những cảm xúc rất đáng yêu, đúng với lứa tuổi ngây ngô của mình. Vui nhộn, sôi nổi là không khí mà Minh Chiến đã bùng thổi lên cảm xúc của khán giả qua màn trình diễn, ngồi hát đỡ buồn. Ca từ gần gũi, giai điệu bắt tay và lối diễn xuất dễ thương đã giúp cho Minh Chiến hoàn toàn nằm gọn trong trái tim người hâm mộ. Nhận xét về phần trình diễn độc đáo có sự xuất hiện của cả robot trên sân khấu, huấn luyện viên Sobin Hoàng Sơn không kìm được cảm xúc của mình. Trong các bé thì chú vẫn ấn tượng với Minh Chiến nhất, con không chỉ hát hay mà còn diễn xuất tốt. Nhớ lại vòng giấu mặt, chú bị con phân tán tinh thần, không thể nào tập trung vào bài hát mà hoàn toàn bị thôi miên bởi thần thái nghiêm túc trong buồn cười của con. Nhưng nếu được chấm thì chú sẽ chọn Minh Chiến là bạn thí sinh xuất sắc nhất trong vòng live show ngày hôm nay. Thời gian chăm chỉ luyện tập của thầy và trò huấn luyện viên Bảo Anh Các Hưng xem như là đã được trả công xứng đáng với màn trình diễn không thể chê vào đâu được của thiên thần nhỏ phá vách Minh Chiến.
Là một cậu bé hiếu động, luôn là thí sinh nhoi nhất nhà, nhưng Minh Chiến hoàn toàn nghiêm túc với niềm đam mê ca hát của mình. Cậu bé luôn mang lại tiếng cười và là động lực học, vận hành nguồn năng lượng cho cả team huấn luyện viên Bảo Anh và Các Hưng. Liệu rằng Minh Chiến có làm nên ở chương trình The Voice Kids 2018? Mời các bạn cùng đón xem những tập tiếp theo của chương trình được phát sóng vào lúc 21 giờ 15 phút thứ bảy trên kênh VTV3 hàng tuần. Để có thể theo dõi những video tiếp theo, mời các bạn nhấn like và chia sẻ video. Đừng quên nhấn đăng ký kênh Người Nổi Tiếng các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!